Chào mừng bạn đến với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN, và mình là Thương Bền. Và chủ đề của ngày hôm nay là Let It Go. Bạn nhìn thấy mình đang mặc một cái áo. Hình này là hình Dream Catcher, mắt những giấc mơ, cái vòng lọc những giấc mơ mọi người thường treo hình này trên đầu giường để lọc đi những giấc mơ xấu, những cơn ác mộng, và chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những giấc mơ đẹp vào giấc ngủ thôi. Thì bài tập hôm nay cũng sẽ có chủ đề tương tự như vậy. Hãy buông bỏ hết những thứ muộn phiền, những thứ vướng mắc trong bản thân bạn. Nào, sẵn sàng cho bài tập Let It Go của ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Hãy ngồi lên giữa thảm trong bất kỳ tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn có thể co eo hai gót chân vào nhau như mình đang ngồi. Bạn có thể gác một chân lên đùi. Bạn có thể vắt lên hoa sen nếu mà bạn cảm thấy ngồi thoải mái. Hãy ngồi trong tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hôm nay chúng ta sẽ ngồi thiền lâu hơn bình thường một chút xíu. Hai vai bạn mềm ra, lắc nhẹ vai, lắc nhẹ cổ. Tìm vị trí mà phần đầu, phần khuôn mặt, phần vai, phần cổ của bạn thả lỏng. Hãy đẩy lồng ngực ra phía sau một chút, rồi kéo về giữa trung tâm. Lúc này cột sống của bạn sẽ thẳng. Nhẹ nhàng đặt hai tay mềm lên đầu gối, hoặc là để ngửa hai tay và chắp hai ngón tay lại. Nhắm mắt và tập trung vào nhịp thở. Hãy hít vào bằng mũi và thở sâu ra bằng mũi. Em ý thức của bạn vào nhịp thở và tưởng tượng luồng khí đi vào và đi ra. Kéo cho luồng khí đi chậm hơn và dài hơn. Hãy cảm nhận lồng ngực phập phồng, bụng phập phồng trong mỗi nhịp hít vào và thở ra. Bây giờ đem cảm giác của bạn lên đỉnh đầu. Hít vào sâu, kéo dài hơi thở, tưởng tượng hơi thở của bạn kéo cao lên đỉnh đầu. Hãy nín thở và giữ khí lại. Sau đó bạn thả lỏng khuôn mặt ra và cảm giác khí được đẩy ra hết, khuôn mặt bạn mềm ra. Và nhịp thở của bạn đi sâu xuống tận nhịp tim luôn. Đẩy mềm hết ra ngoài. Và mình lặp lại. Hít kéo hơi thở cao lên đỉnh đầu, nín thở và giữ khí. Thở ra mềm và lọc khuôn mặt. Đẩy hết khí ra ngoài. Và hạ nhịp thở xuống. Cảm giác vào tim. Hãy lặp lại như vậy 10 lần. Thật chậm, thật êm và thật nhẹ nhàng.
một nhịp thở cuối cùng. Sau đó, bạn nhẹ nhàng úp hai tay lên đầu gối, nghiêng hết vai về bên phải, chống tay phải mềm xuống sàn, thả lỏng đầu bên phải ra. Cảm giác phần cổ bên trái kéo căng ra và lườn bên trái hơi căng ra một chút xíu. Mỗi nhịp thở ra, bạn thả lỏng người để cùi chỏ có thể rạp xuống nhiều hơn, để người được mở về bên phải nhiều hơn. Hít vào sâu, bạn chống tay phải và nâng người lên. Đặt hai tay lên đầu gối và đổi bên. Nghiêng nhẹ người qua bên trái. Úp tay trái xuống sàn, lỏng vai trái ra. Nghiêng đầu về bên trái luôn. Bắt đầu cảm giác lườn trái và phần cổ bên phải, lườn phải và phần cổ bên phải của bạn được kéo căng. Mỗi nhịp thở ra, thả lỏng và rạp người xuống nhiều hơn. Một nhịp nữa hít vào sâu, rồi chống hai tay và đẩy người ngồi lên, hai tay đặt lên đầu gối. Đưa hai tay của bạn chắp về trước lồng ngực, kéo cằm, thả lỏng đầu ra. Hít vào, bạn đan các ngón tay, đẩy tay về phía trước, cuộn bụng ra sau và kéo vai giãn dài về trước. Đưa hai tay qua bên phải, quay về giữa, rồi đưa qua trái. Một vòng nữa về giữa, kéo qua phải, rồi kéo qua trái, và quay về giữa. Hít vào, vươn hai tay lên trời, lòng bàn tay ngửa lên, rướn vai, kéo dài người. Cố gắng giữ cho khuôn mặt thả lỏng, lắc cằm qua hai bên, lỏng phần cổ ra. Nhẹ nhàng hạ hai tay, chắp xuống trước lồng ngực. Hít vào, rồi thở ra nhẹ nhàng, mở mắt ra. Đặt hai tay bạn lên đầu gối, bạn mở chân phải về phía đầu thảm, mở ngang về phía đầu thảm, kéo chân trái sát vào hông, chỉ mũi chân phải xuống sàn và chỉ các đầu ngón chân phải lên trời. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo dài người, dẹn lưng lên. Thở ra, bạn đưa tay phải vào dưới và kéo lườn bên trái, rướn từ từ qua, rướn qua nhẹ nhàng, rướn thêm nữa cho tới lúc mà tay bạn nắm được lấy chân. Bạn bẩy lồng ngực và xoay mặt nhìn lên. Nếu bạn chưa nắm được chân, hãy giữ vị trí này, bàn tay úp và lươn người qua nhẹ nhàng. Nâng người qua nhẹ nhàng, đừng cố gắng úp người về phía trước mà hãy mở lồng ngực của bạn ra. Rướn người nghiêng,
riêng nhiều quá. Lườn bên trái được kéo căng. Hít bằng mũi, rồi thở dài ra. Một nhịp nữa ở đây, hít vào sâu, rồi thở ra và nâng người lên. Vươn hai tay lên trời, xòe các ngón tay rướn lên luôn. Thở ra và nằm rạp người lên đầu gối bên trái, rướn về phía trước và nằm rạp trán xuống sàn. Vẫn giữ mũi chân phải chỉ lên trời, đầu gối phải nằm dưới đất. Nhẹ nhàng kéo hai tay bạn về gần đầu gối, chống hai tay xuống sàn và đẩy người ngồi lên. Đóng chân phải vào trong, bạn mở chân trái ra. Mở ngang chân trái ưỡn lồng ngực, ngồi thẳng lưng, vai mở rộng về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, xòe các ngón tay, kéo dài người dẹn lưng lên. Thở ra, bạn nghiêng qua bên trái, tay trái đưa về trước, tay phải nghiêng từ từ, rướn qua, rướn chậm qua, rướn xuống nữa, xuống sâu hơn và bạn nắm được chân, nếu được bạn nắm lấy chân, úp bàn tay và bẩy lồng ngực của bạn kéo căng lườn lên. Một nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu, chống tay và bạn nâng người lên, vươn hai tay lên trời, dẹn các ngón tay rướn lên. Thở ra, bạn nằm rạp người lên đầu gối bên phải, rướn về trước và nằm rạp xuống sàn. Ép lồng ngực xuống đầu gối bên phải và thả lỏng trán xuống sàn luôn. Nhẹ nhàng chống hai tay về bên cạnh đầu gối, đẩy người và ngồi thẳng lưng lên. Nâng người lên, kéo chân vào trong, bạn chập hai chân vào giữa thảm. Đan các ngón tay lại và nắm chặt lấy chân, đẩy lồng ngực về phía trước, kéo dạng người ra. Thở ra, người xuống nữa, thở dài ra. Giữ cho lưng thẳng và rướn về trước. Đừng cuộn lồng ngực. Cố gắng rướn về trước và hạ xuống từ từ. Cảm giác hai bắp đùi bạn được kéo căng ra, hai chân đạp chắc vào và khớp háng được bẩy qua hai bên. Nhịp thở cuối cùng, nhẹ nhàng nâng người lên và kéo hai đầu gối của bạn về gần nhau, lắc nhẹ qua hai bên. Sau đó bạn đưa hai tay về đầu thảm,
lùi hai chân ra sau, đứng trong tư thế bốn điểm. Mình tập một vài động tác khát khao. Hai tay bạn bám dưới sàn, đầu gối vuông góc úp hai bàn chân, hạ thắt lưng, hít vào, bạn ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, cuộn lưng cầm kéo vào lồng ngực, hít vào, thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở sâu. Một nhịp cuối cùng, hạ thắt lưng. Hít vào sâu, rồi cuộn lưng và thở ra. Và quay về vị trí trung tâm, đưa hai tay về phía đầu thảm luôn. Bạn đưa đầu gối chân phải đặt vào dưới cườm tay phải và mở ngang chân phải ra trong tư thế con bồ câu pigeon, xoay mặt về phía đầu thảm, lắc hông nhẹ qua hai bên, chống hai cùi chỏ của bạn xuống sàn, lướn người về phía trước và nhìn thẳng về trước. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, hai tay bạn chống bên cạnh đầu gối, cố gắng mở lồng ngực của bạn lên. Nếu được bạn kéo hai tay bên hông luôn, bẩy lồng ngực về phía trước. Và rồi hai tay chắp trước lồng ngực. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người giãn lên. Thở ra. Mở hai tay, chống xuống sàn, trở lại, lồng ngực mở rộng. Một nhịp nữa, hít vào, hai tay chắp trước lồng ngực. Và vươn hai tay lên trời, rướn dài người, kéo lên. Thở ra, bạn mở ngang hai tay, chống vào bên hông, lồng ngực mở rộng về trước. Và từ từ, chống hai cùi chỏ của bạn xuống sàn. Nhón các đầu ngón chân sau, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn và bạn rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose bằng cùi chỏ. Rút ra sau, giữ hông chặt lại trong tư thế plank. Và hạ hai đầu gối xuống sàn, chống hai bàn tay, lắc nhẹ hông và lắc nhẹ vai. Mình đổi bên, đưa đầu gối chân trái đặt vào dưới cườm tay trái và mở ngang chân trái ra. Chân sau bạn lùi ra sau và úp xuống mép sàn, ngẩng mặt nhìn về trước. Sau đó hạ hai cùi chỏ của bạn xuống sàn, rướn lưng về trước, giữ ở đây. Nhẹ nhàng chống hai tay về gần đầu gối, bạn nâng người lên. Nếu bạn không mở được lồng ngực nhiều thì bạn hãy giữ ở đây và rướn về trước. Nếu được thì bạn kéo hai tay về bên cạnh hông, mở căng lồng ngực, xoay người về phía trước luôn.
Cảm giác lồng ngực mở và lưng bạn rướn lên. Nhìn thẳng về trước. Giữ bắp đùi chặt, giữ chân sau và chân trước chắc. Hai tay bạn chắp trước lồng ngực. Hít vào, rướn lên, vươn cao tay kẹo người lên. Thở ra, hạ nhẹ nhàng hai tay. Xuống sàn, lồng ngực bẩy về trước. Một lần nữa hít vào, hai tay chắp, rướn lên. Thở ra, bạn mở hoang hai tay. Chồng xuống sàn, nâng hết lồng ngực lên nhịp cuối cùng. Sau đó bạn rạp người về trước. Đưa hai quỳ chọc chồng xuống sàn. Các ngón tay đan rượn lưng về trước, giữ một nhịp thở ở đây. Và nhón chân trái, nhón mũi chân trái lên, nâng đầu gối trái khỏi sàn. Bạn rút chân trước ra sau, trong tư thế plank bằng quỳ chọc. Hông và đùi giữ chặt. Một nhịp hít sâu, hạ đầu gối, hạ bụng và hạ ngực, hạ cằm xuống sàn luôn. Hai tay bạn chồng bên cạnh lồng ngực, mình sẽ nâng người lên trong tư thế rắn hổ mang. Hít vào nhẹ nhàng nâng lên. Thở ra, hạ chậm xuống sàn. Nào bây giờ hãy nâng tư thế, nâng lên trong tư thế rắn hổ mang trong vòng 5 nhịp đếm. Bạn nâng lên từ từ, 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra bạn hạ xuống chậm, 5, 4, 3, 2, 1. Một nhịp nữa, cố gắng siết bắp đùi sau chặt, mũi chân chỉ căng ra sau. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Và từ từ hạ xuống, 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ hãy nâng lên tới nhịp số 3 thôi. Hít vào. 1, 2, 3. Và giữ chặt hông, giữ chặt bụng, giữ chặt đùi. Bạn nâng hai tay lên luôn. Nhìn về phía trước. Sau đó chống tay. Và hạ nhẹ nhàng trán xuống sàn. Lắc hông. Và lắc vai nhẹ nhàng. Huỳnh lặp lại một lần nữa. Úp chặt chân, siết chặt hông và đùi. Bạn nâng lên 3 nhịp nha. Tới bước số 3 thì dừng lại. 1, 2, 3. Và nâng hai tay lên. Về dưới thảm. Một lần nữa, hít vào. Nâng lên. 2, 3. Rồi chống tay dưới sàn và hạ trán xuống, nhón các đầu ngón chân, giữ đầu gối và đẩy người ra sau, ngồi lên trong tư thế em bé. Trán mềm lỏng xuống sàn, vai mềm ra. Giữ ở tư thế em bé và check lại toàn bộ cơ thể bạn. Nếu bạn cảm thấy mỏi ở phần thắt lưng, hãy rướn mông ra sau một chút để các đốt sống lưng được kéo dài ra. Nếu bạn cảm thấy mỏi ở vai, hãy khuỵu quỳ chọ một chút xíu để vai bạn lỏng ra.
Giữ cho nhịp thở êm và đều, nhịp tim đập chậm và mềm trở lại. Nhẹ nhàng kéo hai tay chống bên cạnh đầu gối và đẩy người ngồi thẳng lưng lên. Đưa hai tay bạn bán về phía đầu thảm. Mình sẽ tập động tác down dog đầu tiên. Chống hai tay xuống sàn, nhón mũi chân và đẩy lưng dài ra sau. Đẩy thẳng lưng, thở dài ra. Hãy giữ trong tư thế down dog, lưng thẳng rướn cao lên trời. Hai bàn tay đẩy ra sau, bắp đùi siết vào trong và bả vai mở ra. Nhẹ nhàng khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm. Bạn bước chân phải lên giữa thảm và hạ đầu gối chân trái xuống dưới sàn. Hai tay đặt lên đầu gối phía trước, lồng ngực mở rộng. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, mở hai tay kéo cao lên. Thở ra đưa hai tay ra sau và chắp trong tư thế cầu nguyện ngược, tư thế prayer ngược. Mở hai tay và chắp lại ở phía sau lưng. Lồng ngực bạn mở rộng ra và ngẩng mặt nhìn lên trời. Nếu được hãy nhắm mắt, thả lỏng khuôn mặt ra. Một nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu, nhẹ nhàng quay người về vị trí trung tâm, cỡ hai tay và đặt lên đầu gối. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người dẹn lưng. Thở ra, bạn rạp hai tay xuống sàn, mũi chân sau nhón và bước chân trước ra sau trong tư thế đao đót. Để dài người, giữ ở tư thế đao đót, thở dài ra. Hai đầu gối khuỵu nhẹ, bạn bước chân trái lên giữa hai tay. Đầu gối sau hạ dưới sàn, hai tay đặt lên đầu gối phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài các ngón tay nhẹ người lên. Mắt nhìn thẳng về trước mặt. Đưa hai tay ra sau và chắp hai tay trong tư thế cầu nguyện ngược. Hai tay chắp, lồng ngực bạn mở rộng ra. Và nếu được, ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt, thả lỏng vai ra. Nhẹ nhàng xoay mặt về vị trí trung tâm, gỡ hai tay và đặt lên đầu gối. Hít vào, bạn vươn hai tay, kéo dài người dẹn lưng. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nhón mũi chân sau, bước chân trước ra sau trong tư thế đao đó. Đẩy dài người ra sau, thở hết ra. Nhìn về đầu thảm, bạn đưa hai đầu gối về phía trước và ngồi lên gót chân, giữ lưng thẳng, lồng ngực mở rộng. Hãy nhắm mắt lại, hai tay bạn đặt lên đùi, cùi chỏ bạn mở ra. Hãy nhắm mắt và hít thở đều. Từ vị trí này, bạn mở hai đầu gối rộng ra một chút xíu và ngồi hông vào giữa hai chân trong tư thế anh hùng. Bạn sẽ cảm giác được là phần
mắt cá chân của bạn sẽ hơi căng căng. Lồng ngực bạn mở rộng ra, hai tay vẫn giữ lấy cổ chân, bạn hạ từ từ, hai quỳ chọ dưới sàn. Bạn có thể chỉ cần giữ ở đây thôi và đẩy lồng ngực lên trời, hoặc là nếu được bạn hãy nằm ngửa người ra luôn. Lưng nằm dưới sàn, hai tay nắm lấy hai gót chân, quỳ chọ mở ra hai bên. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, rồi thở dài, chống hai cùi chỏ của bạn dưới sàn, nâng người lên, chống hai bàn tay và đẩy người ngồi thẳng lên luôn, đưa hai tay về phía trước, lùi chân ra sau và nằm sấp xuống sàn, nằm dài người xuống, hai tay đặt vào dưới trán, lắc nhẹ hông qua bên phải qua trái. Kéo hai chân vào sát mông, ép đuôi bạn dưới sàn, ngẩng mặt lên và dùng hai tay nắm lấy hai chân. Mình sẽ tập động tác cây cùng. Trán hạ dưới sàn, hít vào, nâng đầu gối và nâng khuôn mặt lên khỏi sàn, kéo căng người lên trong động tác cây cùng. Hết. Thở hạ nhẹ nhàng xuống sàn, thở ra. Hít vào, nâng lên. Thở ra. Hãy giữ cánh tay bạn thẳng ra, hít. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Kéo cao, lồng ngực mở rộng, nhìn về phía trước, siết bụng chặt và giữ ở đây. Rồi từ từ hạ xuống sàn, hai tay đặt về dưới trán, lắc hông mềm qua hai bên. Và bạn lật người, nằm ngửa ha. Hai tay úp bên cạnh người, mũi chân khép lại, gót chân khép, mũi chân khép, chỉ dài về phía cuối thảm, hai bàn tay bạn úp chống hai cùi chỏ dưới sàn. Mình sẽ tập lên động tác con cá. Từ vị trí này, giữa cùi chỏ chống, bạn đẩy người nhìn về phía mũi chân, sau đó chống đỉnh đầu của bạn xuống dưới sàn, nâng hông cao, nâng lồng ngực cao, đẩy hông dưới sàn và nâng lồng ngực cao lên, lồng ngực bạn mở rộng ra. Hít và thở đều ra bằng mũi. Hãy giữ hai tay chống bên cạnh hông, giữ cùi chỏ dưới sàn. Cảm nhận lồng ngực bạn mở ra. Hãy nhắm mắt lại và hít bằng lồng ngực. Thở ra hạ lồng ngực. Cố gắng hãy hít thở bằng mũi. Đừng hít thở bằng miệng trong tư thế con cá. Một nhịp thở cuối cùng, bạn từ từ trượt đầu ra, cầm kéo vào lồng ngực và ôm hai đầu gối, lắc nhẹ qua hai bên, thắt lưng thả lỏng dưới sàn. Hai chân chéo, hai tay nắm lấy đầu gối, hãy bật người và ngồi thẳng lưng lên luôn.
ngồi lên giữa thảm, hai tay bạn để ngửa, ngón cái bạn chạm vào nhau, đặt lọc lên hông. Hãy ngồi trong bất cứ tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Lồng ngực bạn mở rộng. Nhắm mắt và hít thở đều một vài nhịp. Cảm nhận khuôn mặt bạn mềm ra. Nhịp tim bạn đập đều lại. Mỗi nhịp thở ra, cố gắng đẩy hết ý nghĩ ra ngoài. Hơi thở mềm, nhẹ và êm. Kéo nhịp thở cao lên đỉnh đầu. Thở ra mềm, khuôn mặt đẩy hết khí ra ngoài. Và rớt hơi thở xuống nhịp tim. Lặp lại một vài lần như vậy. Trở lại, đưa hai tay đặt lên đầu gối, kéo hai đầu gối vào lồng ngực, vẫn nhắm mắt và nằm ngửa người, dài ra thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Hai tay xuôi theo thân, gót chân mở ra hai bên, toàn bộ người nằm rạp dưới sàn, giữ trong tư thế thả lỏng này 5 phút. Nhẹ lại các ngón tay, đánh thức người nhẹ nhàng trở lại. Lắc lư hai đầu gối, lắc lư hai bàn chân và hai vai. Kéo đầu gối vào lồng ngực, đổ nghiêng người về một bên. Dùng một tay làm gối, nghiêng người lỏng lưng ra. Chống tay xuống dưới sàn, bạn bật người và ngồi lên trở lại. Hít một hơi sâu và thở dài ra bằng miệng. Một nhịp nữa hít sâu. Hai tay chắp trước lồng ngực. Mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Blog Yogi Travel VN và tập bài tập Let's Go vừa rồi. Hẹn gặp bạn trong bài tập tiếp theo. Nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút chuông nếu bạn chưa bao giờ thấy mình trên YouTube để cập nhật về các bài viết tiếp theo nha. Tạm biệt bạn.